chốt lại câu chuyện ngày hôm nay á, là mình khẳng định với cả nhà là 4-5 năm nay Phan Hùng ăn chặn tiền của mình chỉ nhận được khoảng 300 và 200 triệu Phan Hùng đưa ra trong mail để muốn bịt miệng mình, muốn mình không nói ra những cái sự thật, thì mình xin phép là không nhận 200 triệu đó, và sự thật phải được phơi bày. Và nói về việc doanh thu ở đây thì mình công bố luôn cho cả nhà hiểu cũng như là mấy em biết, con số nó rất là khủng, 350 mấy ngàn đô. Với là gần hơn 8 tỷ. Mình xin để ở đây để cả nhà đọc cụ thể Hùng đang muốn gì ở mình, Hùng đang muốn làm gì khi mà đã lôi tới những cái luật pháp, lôi tới luật sư vào chuyện này. Anh cũng có cho Trung xem qua, thì Trung cảm giác như thế nào? Sốc. Nhưng mà con không nghĩ là một người anh trước đây, ý là nó bị nhầm anh trai, anh hiểu không? Ý là anh em nhau mà đâu thể nào lôi cái đó ra được anh trai. Nó bị nhầm. Hiện tại là anh Hùng đang chia chăm là 82. Gì 82? Và trong 20 đó là hiện tại thì anh nhận cũng không đủ nữa. Với tụi em luôn thì chắc tụi em nói anh khờ, nhưng mà 2 năm đầu á, hầu như là anh quay không có tính tiền, không có trả lương, cũng như là quay hỗ trợ kinh hết mức. Mà bị cái gì là cũng hay ôm trong lòng á, ít khi nào mà nói ra. Nhưng mà một khi đã nói thì là đi nước nó đã tràn ra ngoài, mình không thể nào mà thoát ra được. Đã lôi tới luật pháp mà mình cảm thấy, nói chung nếu như vậy thì coi giống như anh, giống như là người giống như làm công vậy, chứ không phải là một người anh em. Nhưng mà trong thấy, nói chung là trong clip nha, em thấy nhiều khi cái lớp vỏ mình cũng phải quản lại để mà đi quay, nói chung là công sức bỏ ra gắn bó với một thời gian, nó cũng không phải là ngắn đâu nha, rất là dài luôn. Nhưng mà bị đối xử là gì, cảm giác khi mình nghe mình bị rất là hụt hẫng, mình cảm giác mình khó hở luôn. Thôi lúc anh đi quay đúng không, 3 giờ anh em đi quay nhau, em hành hẹn ra đi quay đúng không, anh quay tới tầm 4:30, 5 giờ, lúc đó anh chuẩn bị đi dạy rồi. Anh vẫn cố gắng ở lại thêm 10-15 phút nữa, dù anh đi trễ về dạy đó. Thì cái đó cũng là một cái hành động nhỏ thôi, nói thẳng ra nó là hành động nhỏ trả lại vậy đó. Nhưng mà nó cũng là cho thấy được là anh đã cố như thế nào với tụi em rồi. Hỏi một cái được không? Là từ xưa tới giờ tổng cộng tới bây giờ là anh nhận được bao nhiêu rồi mà anh đòi đưa thêm 200 thôi? Và 1 tỷ 6 đó thì anh nhận từ trước tới giờ chưa được 300. Và bây giờ đòi lấy 200 nó để anh im miệng, anh phải lắng nghe cũng như là chịu tất cả những cái yêu sách đó. Giống như muốn dùng kiểu như 200 đó để mà bịt miệng mình luôn, để cho mình không có nói ra được mấy cái sự thật đó anh. Tại vì hồi đó ở dưới, chú Ba Móc ở dưới trời dịch lên đó anh, em cũng suy nghĩ, anh nói kênh YouTube mình làm chỗ này nó không có được như lúc trước vậy. Lúc em cũng nhìn em cũng biết mà, tại vì em đi ăn với anh gì đó ăn uống chửi thì lúc đó là mấy anh em đi đầy đủ hết luôn, có em là em quay xong rồi về một giờ phải đi làm mà, tại lúc đó quay trễ. Thì xong qua bữa sau thì anh có bắn cho em 1 triệu, thì em mới nói sao anh bắn cho em nhiều như vậy. Thì em mới suy nghĩ, em nói em thấy mấy này anh kinh cũng bị bóp mà, thì em mới chuyển lại cho anh 500. Thì anh chỉ cho anh 500 xong cái ảnh mới gửi hình là anh chuyển cho mấy bạn này mỗi đứa 2 triệu hay là 3 triệu, nói chung là cứ quay một clip là anh sẽ trả cho bao nhiêu tiền vậy đó. Thì em cũng ok, với lại anh gửi cái tiền nhà của anh hình như là bao nhiêu á, 8.5 triệu hay gì á. Gửi tiền nhà làm gì? Anh gửi hình như anh gửi chung kẹp luôn hay sao, anh nói cái 8.5 triệu đừng để ý nha, cái đó là tiền nhà của anh. Thì em cũng suy nghĩ rồi, nếu mà đi qua thì cũng nặng tiền thôi, ta cũng có gia đình mà. Thì em mới chuyển ngược cho ảnh, ảnh nói có em hiểu anh rồi. Cái nói chung là em lúc đó là em người khác nói gì em cũng tin hết á, người ta khó khăn thì mình phải đồng hành vượt qua cái lúc khó khăn mà. Nhưng mà mình suy nghĩ lại bây giờ mình thấy nó không đáng. Nhưng mà vấn đề nó không phải là tiền tỷ hay là tiền lẻ hay là như nào, nhưng mà vấn đề nó là một cái là anh sợ mất hết tất cả hay không? Nhưng mà tiền là mất tiền là mất ít, mất lòng tin, mất mối quan hệ, mà một khi mà mọi câu chuyện nếu mà nó muốn xót ra bên ngoài thì còn như anh mất tất cả. Đúng vậy. Mất tất cả, mất hết cái lòng tin của mọi người và mất hết cái cách nhìn nhận từ mọi người từ trước đến nay đến với anh.
anh mất nhiều lắm, anh mất nhiều, anh chắc chắn câu chuyện nếu mà nó sẽ lên, câu chuyện này lên là chắc chắn anh sẽ mất nhiều hơn là cái mà anh đang cố gắng để giữ lại. Rồi, xin chào cả nhà, hôm nay thì mấy anh em mình đã có mặt ở AK Coffee nha. Đằng xa là ai vậy Tuấn? Nhỏ em mà. À, rồi Trung chạy từ đâu xuống đây em? Trời, rất là vất vả rồi. Hôm nay các anh em mình phải có mặt ở đây. Và đặc biệt là anh xin nói với em, tâm sự với tụi em một cái vấn đề rất là nan giải. Rồi, bây giờ mời mấy em vô quán cà phê chọn nước rồi mình có một cái căn phòng đi, riêng nói chuyện sao cũng được để làm một cái buổi talk show cả nhà. Okay. Qua đây thì tại vì có một cái không gian riêng tư rất là cao ở chỗ này. Ngon nha, xin mời. Vô nào mấy em. Anh nhóc đi anh nè. Anh lấy cà sữa. Truyền thống. Em hả? Em thì soda raspberry. Hôm nay thì mình đang có mặt ở phòng họp của bạn Ánh cả nhà ơi. Thì hôm nay mấy anh em biết anh mời mấy anh em tới đây có lý do gì không? Không. Anh em mình ngồi đi chơi với nhau bình thường mà. Anh em mình là anh em nói giờ anh trai. Thì lâu quá thì mấy anh em mình cũng không có tụ họp đông đủ như vậy. Nhưng mà cũng thiếu một nhân vật rất là quan trọng của Tinh, đó là anh Hùng. Thì hôm nay anh muốn tâm sự về nội bộ kênh của mình. Nhưng mà cần phải nhìn thẳng thắn vào cái nội bộ đó như thế nào. Và hôm nay chúng ta mới có cái buổi nói chuyện như vậy. Thì anh nghĩ là nó sẽ không có hay chút nào khi mà đưa lên mạng. Nghe có vẻ căng thẳng quá vậy. Nhưng mà lẽ phải mà thì phải được duy trì. Sự thật thì phải được nói ra thôi. Thì từ trước tới giờ tụi em quay với kênh á, tụi em nghĩ là anh được anh Hùng chia doanh thu bao nhiêu? Bao nhiêu kiểu như là bao tỷ lệ á, Tuấn? Thì cái này khó là mấy cái này nó cũng nhạy cảm á. Nhưng mà theo em thôi thì em nghĩ là hai anh gắn bó nhau khá lâu á, thì nếu mà nói ra thì chắc phải 50-50 tầm đó, hoặc là tệ lắm thì cũng 64. Đối với Dương, còn em á, theo cái suy nghĩ của em nha, thì em nghĩ là chắc cỡ 64 á. Tại vì nếu mà anh quay chắc về chỉnh clip nữa, cho em nghĩ sẽ chia 64 á. Chung em thì em không nghĩ giống Dương, em nghĩ là em sẽ là 64, tại vì anh là người chỉnh clip và anh cũng là người up video này kia. Nhưng mà 64 là sau khi mà đã trừ các cái chi phí quay video ra, thì em nghĩ là cái xe phí thì xe cái doanh thu thì 64 là hợp lý. Hoặc là nếu mà như hai có thỏa thuận đầu 5 năm hoặc 64 thì em nghĩ 64 là nó ok, hoặc là 5 năm. Đúng rồi. Anh cũng tại vì anh là người chỉnh clip. Nhiều khi cái gọi cái vấn đề tiền bạc á, mình cũng nhạy cảm. Nên là thống nhất ngay từ đầu á, là anh quay clip, anh nói với Hùng á, là anh quay clip trước khi anh có gia đình thì anh phóng hiến hết mình này kia cho kênh. Thì chia hiện tại là anh Hùng đang chia cho anh là 82. Gì 82? Và trong 20 đó là hiện tại thì anh nhận cũng không đủ nữa. Rồi sao anh? Thế là sao anh? Nói kỳ vậy? Thế là sao lại không đủ anh? Em chưa hiểu cái vấn đề. Là cái buổi gặp anh Hùng trực tiếp á, là để anh xác nhận lại. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ đề cập tới vấn đề xem doanh thu. Và chính cái... em xin phép cái... Nhưng mà hai anh làm chung từ đó giờ mà cái vấn đề doanh thu mà không có sâu sót ra cho nhau mà để anh em nghĩ là cái đó quản lý thì sao mà làm tới bây giờ được. Thì anh cũng một phần là mình tin tưởng quá. Thì cái phần mà doanh thu đó thì mình nghĩ là tin tưởng nhau, dựa trên cái sự tin tưởng đó mình làm việc. Và khi mà anh đi quay ở Sapa, đi quay với Trung nè, thì anh có nghe những anh em làm YouTube, cũng như là chính cái Như
là lúc trước làm cho bên chị Nga như có sâu ra con số thật của cái tháng đó của chị Nga là khoảng 300. Và rồi anh vẫn giữ cái niềm tin là anh Hùng vẫn làm đúng. Nhưng mà khi đi quay clip với Dũng Diễm nè, anh Dũng Diễm nói về cái YouTube cũng như là hỏi thẳng Hùng luôn là một tháng tại sao hai anh không kiếm đủ hơn 100 triệu để có thể mua MacBook đầu tư cho clip hả? Thì anh Hùng là người khẳng định có. Nhưng mà ngay lúc đó là hầu như anh chưa biết gì về YouTube. Anh nghĩ con số đó là không tưởng. Quá nhiều. Đúng. Ủa anh trai, tính ra lúc anh gặp Dũng Diễm chắc là cũng gần đây mà đúng không? Cũng được khoảng 1 năm. Trước đám cưới của anh. Ờ. Trước đám cưới vậy là mau rồi đó. Vậy anh đi theo anh Hùng bao nhiêu lâu rồi anh trai? Anh đi theo năm nay là năm thứ 5. Ờ. Từ 2018 tới giờ. Nói gì anh trai? 5 năm rưỡi không? Giỡn hoài. Thì cái sự thật đó là khi mà chia như vậy á, anh biết được cái con số đó là khi chính tay anh cầm cái điện thoại trên tay và doanh thu anh Hùng sâu ra. Ngay lúc đó anh Hùng cũng vẫn lấp liếm, anh Hùng vẫn chưa sâu cái số chính thức ra cho anh nữa. Thì có anh Linh, tại tập sau mình sẽ mời Linh để tham gia một clip với mình. Linh giống như là người chứng kiến và cụ thể chỉ cho anh biết là từ trước tới giờ doanh thu bao nhiêu. Và nói về việc doanh thu ở đây thì mình công bố luôn cho cả nhà hiểu cũng như là mấy em biết. Con số nó rất là khủng. 350 mấy ngàn đô. Vậy là gần hơn 8 tỷ. Đã quay clip cho tụi anh rồi, đúng không? Em không đòi hỏi bất cứ chuyện gì hết. Mà tụi em đâu phải là mấy đứa ham ăn hốt uống gì mà hay ra là phải kêu đồ ăn này nọ đâu, đúng không? Ừ. Nhưng mà 50% vé máy bay nữa thì em thấy nó hơi không gọi là tim á, giống như tụi em là những thằng làm công thôi. Mà nếu mà đã coi tụi em đi những thằng làm công thì em nghĩ là nó nên xứng đáng hơn, chứ không bắt tụi em phải bỏ tiền ra nữa. Anh hiểu vấn đề này. Cái việc Tuấn nói là những cái chuyến đi tỉnh á cả nhà, thì Trung cũng đã đi rồi, Dương cũng đã đi rồi, thì những cái tỉnh xa á là Hùng có đợt sau lại không có đi rồi. Ừ. Những cái tỉnh xa là Hùng sẽ hỗ trợ, mang tiếng là hỗ trợ mấy bé 50% máy bay. Còn lại thì ra ngoài đó những cái ngày mà Dương nghỉ làm á, những cái ngày mà Dương phải nghỉ để đi quay á, thì anh Hùng có tính với em thêm cái gì không? Em hả? Thì nói chung là ảnh hô là có một đoạn, em nhớ một đoạn đi Trà Vinh là sao ta, ảnh kêu là em sắp xếp cái ngày đó để nghỉ đi, để đi quay. Thì em đi lúc đó như đi 2 ngày sao á. Nhưng mà ảnh hô là anh hỗ trợ cái tiền mà để cho, nói chung là em đi cũng phải kiểu như suy nghĩ quá nhiều tiền đâu nha. Với lại em cũng thích đi chạy vô nha. Đúng rồi, gặp mấy anh em ở dưới. Đúng rồi, tại vì một ngày công của em là bây giờ em mướn cái chị đó, chị làm cho em 1.250. Em mướn 2 ngày là hết 500 rồi. Nhưng mà 2-500 thì không hết, anh đưa tới 1 triệu lần. Nhưng mà tại vì cái ngày đó là ngay cái ngày mà ngày lễ anh. Nên là tiền nó bị nhân lên. Nên em phải trả tiền gấp đôi cho chị đó. Nhưng mà em không nói gì hết, em nghĩ đi mình đi chơi thôi. Em cũng tính toán cái đó. Nhưng mà sau này khi mà anh nói, nãy lúc anh nói cái chuyện đó thì em mới bắt đầu suy nghĩ tới từ từ. Có cái đoạn mà đi gần nhất giống như đi ở ngoài Sapa, em cũng thích đi lắm á, em cũng muốn đi lắm á. Nhưng mà tại vì nói chung là tiền máy bay mà hỗ trợ 50% á, nó số tiền nó quá lớn với em. Nói chung là em không có đủ điều kiện để mà em đi nên em mới không đi, chứ còn không em vẫn xin phép em đi rồi. Nói chung là em thích đi tới mấy cái chỗ mà xa xa, em thích máy bay. Sự là nếu mà cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn mà 50% đó, em có giận anh với Hùng. Lúc đó em cũng không hiểu là tại sao tụi anh lại làm vậy. Có nghĩa là 50% là sao anh? Có nghĩa là tụi em muốn lắm mà, tụi em nhu cầu là được đi như vậy thôi, đúng không? Tụi em vừa bỏ công việc tụi em, như em là làm Nightline nè, Dương thì làm ở siêu thị nè, nó là làm cho công ty lớn mà, Trung thì nó làm cho nhà đất rồi, nó phải rất nhiều công việc nữa. Anh em ai cũng có công việc riêng hết, đã chấp nhận hy sinh bỏ ra đi rồi thì không, em không nghĩ là lại có chữ 50% trong đó nữa. Em lúc đầu em cũng giận anh đó anh trai. Anh nói thật với em luôn là cái quyền quyết định đó anh cũng đã đóng góp ý kiến rồi, nhưng quyền quyết định thì vẫn là anh Hùng. Và khi anh quyết định như vậy á, anh cũng thấy rất là bất hợp lý, anh cũng đã có những cái góp ý này kia. Nhưng mà theo mình đó cả nhà, thì cái người mà cảm nhận rõ nhất trong từng chuyến đi, cũng như là người mà trải qua những cái chuyến đi mà
xa đi tỉnh á, là Trung. Thì Trung hiểu được là lúc mà đi tỉnh á, ngoài việc em ăn, em cũng hỗ trợ tụi anh rất là nhiều đúng không? Em có làm thêm những cái gì không? Nói chung là chuyến đi tỉnh á, thì mục đích của em trong đầu em chỉ suy nghĩ đơn giản là thì em đến cái kênh, đến các anh là quay nên mình vui rồi, như là em thấy cái quý anh là do cái tính tình nó hiền lành rồi, cũng như là anh em mình nói chuyện nó vui, cũng như là gặp được nhiều cái mối quan hệ mới. Thế là nó phát triển được cái bản thân của mình. Thì khi mình nói chuyện với một người mà giúp mình đi lên thì nó ok cái đó. Em cũng không muốn đặt nặng quá nhiều cái vấn đề là tiền bạc đâu, thật sự đối với thu nhập của em hoặc là cái công việc của em thì em dư sức để kiếm được cái khoản đó. Đúng rồi. Thì mà nói thì cái vấn đề như Tuấn hay là Nàng Dương nó nói ấy, thì hỗ trợ những cái chuyến đi xa mà là 50% vé này kia, thì anh nói thật sự là trong đầu em chỉ là suy nghĩ lúc đó là thì lúc đó là kêu tiền của 50% thấy cũng hơi kỳ chút. Đúng rồi. Tại vì ở đây là anh em ai cũng có công việc hết, và đi tỉnh hay là đi các cái chuyến đi xa để mình quay clip và có clip để đăng cho kênh á, thì anh em ai cũng phải bỏ công việc hết. Đó, và bỏ công việc thì phải thứ nhất là phải sắp xếp người, thứ hai là phải cover được hết cái việc của mình, thì cũng phải mất cái nhiều cái chi phí khác nhau. Đó thì mọi người cũng cố gắng làm sao để sắp xếp để có thể đi quay cùng kênh. Thì cái phí đó thì em nói chung là lúc đầu em cũng thấy nó hợp lý, nhưng mà đối với em thì nó không là bao nhiêu. Thì sự, so với đối với em thì thực sự là em không có suy nghĩ cái phí đó, tại vì 50% đối với hoặc là cái phí thậm chí là em tự trả cho em đi. Đúng rồi. Em không quan trọng cái đó. Nên là chủ yếu là anh em đi vui chơi vui, cùng được đi với mọi người, cùng được trải nghiệm với mọi người, cùng được anh em mình vui vẻ với nhau. Đó là cái mục đích em hướng tới thôi, chứ còn không có suy nghĩ đặt nặng quá nhiều về tiền bạc như này kia trong đó. Nhưng mà cũng không nghĩ là một ngày hôm nay sẽ có một ngày tự nhiên anh em mình ngồi lại và nói chuyện với nhau về một cái câu chuyện mà đó giờ là trong gần như là em chưa bao giờ suy nghĩ tới là sẽ có một ngày như thế này, và anh em mình phải ngồi lại nói chuyện với nhau như thế này. Thì khá là quá bất ngờ. Đúng rồi. Thật sự là cũng có một chút là trong tâm trạng hiện tại nó cũng hơi sốc. Thì anh cũng đại diện, nếu mà anh là người anh lớn trong team vậy đó, thì anh thấy được cái lý do. Thế là thật sự anh không có coi tụi em là một team không? Hay là anh thì anh đang nói nè, anh nghĩ ở đây cái việc mà hoạt động nhóm với nhau á là trên tinh thần tự nguyện, nhưng mà để duy trì với nhau á lâu dài thì nó phải có sự minh bạch và nó có một sự tôn trọng. Thì khi mà mình đặt cái quyền lợi của mình lên cao quá thì mình sẽ không nhìn thấy những sự cố gắng của anh em. Và cái đỉnh điểm mà anh thấy đó là anh Hùng qua bao cái quá trình anh cố gắng nỗ lực này kia, các em cũng vậy, đánh đổi lại được một cái câu nói là tại sao không nhiệt tình vì kinh. Thì sau cái chuyến Sa Pa đó, anh nghĩ một người đã nhận ra được những cái đó, đang chờ người ta thay đổi như thế nào mà người ta quay lại trách mình là tại sao không nhiệt tình với kênh. Thì 4 năm, 5 năm mình đi chung với kênh nó có nghĩa lý gì? Nó cũng không phải là một thời gian ngắn đâu, rất là dài cả một quá trình. Và nói với tụi em luôn thì chắc tụi em nói anh khờ, nhưng mà 2 năm đầu á, hầu như là anh quay không có tính tiền, không có trả lương, cũng như là quay hỗ trợ kinh hết mức. Và những cái đó thì anh chưa hề nói ra, nhưng mà người ta ghim từng cái mà anh chưa có, kiểu như người ta ghim từng cái mà anh chưa có hoàn hảo á. Thì khi anh có gia đình rồi, khi anh có những cái công việc riêng, khi anh có những cái gì đó thì anh vẫn sắp xếp anh công việc tất cả để anh chạy tới nơi để anh quay clip. Anh cầm máy cũng được, tại vì không muốn anh lên hình đều thì anh sẵn sàng anh cầm máy. Nhưng mà tới nơi thì thấy hai vợ chồng đang quay, tới nơi thì thấy mọi việc cũng đang đi vào khuôn khổ rồi, thì anh cũng ngồi một góc để anh ngồi anh coi thôi. Ủa gì kỳ vậy? Đáng lẽ nếu mình tới là phải vô clip quay luôn chứ sao ngồi một góc? Thì anh nói anh là ra quay clip, thì anh sắp xếp mọi công việc để anh chạy ra. Thì ra tới nơi thì thấy hai vợ chồng đang quay, mà khi anh quay ngược lại anh nói với bên anh Linh
là anh nói anh không nhiệt tình thì anh cũng không biết là anh nói là không nhiệt tình chỗ nào. Thì Dương nghĩ đi, anh đi lâu dài như vậy, Trung nghĩ đi, anh đi lâu dài như vậy, nói anh được như vậy thì mấy em thì sẽ có những cái lời nói nó rất là không hay, nhưng mà anh không tiện nói ra ở đây với mấy em. Đúng rồi, mình đàn ông mà, nghe là mình nhắc những cái đó đâu. Mình nghe là mình buồn á. Đâu em cũng thấy như đây là quá đủ rồi, có nghĩa là em cũng biết tính của em cũng hơi suy á. Để cho nó nghe những cái không hay thì cũng không tốt. Nên thôi được, mình cứ dừng đi, mình đừng có nên nói, lo những cái chuyện nó ra nói. Còn của anh á, quan trọng là vấn đề của anh thôi, tụi em thì những cái là thì tụi em chỉ là những thành viên nhỏ thôi anh, còn anh phải nghĩ á, anh như thế nào, anh là người đi theo bao nhiêu lâu rồi và những cái gì mà anh được lại là nó là cái gì, anh hiểu không? Cũng như em thấy cái view mà gần đây mà cao nhất chắc là cái đám cưới của anh. Đúng rồi. Thì hỏi con tới gì đâu. Được. Đám cưới anh được nhiêu tiền vậy? Đám cưới anh thì ngày tháng đó là anh được 20 mấy triệu. Mà khi mà mình làm YouTube á, mình biết những anh em YouTube thì mình biết cái tháng đó, cái số tiền nó khủng lắm. Tại vì em thấy lúc nào trên kênh cũng là clip của anh á. Đi mua đồ để đám hỏi. Rồi đi thử áo hả? Thử áo, cũng có tụi em đó mà. Nhưng mà em biết là kiểu như là người ta câu view tới nỗi là trong đám cưới của anh á, người ta đặt cái tiêu đề là sự cố đáng tiếc. Khi mà con heo nó bị lật á Trung, để câu view á. Ai cũng nói, gia đình ai cũng nói tại sao đặt tiêu đề đó. Anh sẵn sàng, anh chấp nhận. Anh đứng mũi hứng, đứng mũi chịu sào để có lượt view, để có cái lượt xem. À, sau những cái đó thì anh cảm giác là anh Hùng anh đã quên đi tất cả rồi. Bây giờ cái đoạn mà anh nhắn qua mail á cho mình đó cả nhà, mình xin để ở đây để cả nhà đọc cụ thể Hùng đang muốn gì ở mình, Hùng đang muốn làm gì khi mà đã lôi tới những cái luật pháp, lôi tới luật sư vào chuyện này. Anh cũng có cho Trung xem qua thì Trung cảm giác như thế nào? Sốc. Nhưng mà không không nghĩ là một người anh trước đây ý là nó bị nhầm anh trai, anh hiểu không? Ý là anh em nhau mà đâu thể nào lôi cái đó ra được anh trai. Nó bị nhầm. Cứ biết mà, biết mà. Anh biết mà. Đó là một trong những cái mà anh thấy rất là tệ. Dương có cảm nhận được mà khi cái chuyện này mà đã phải lên tới đây thì nó, anh là một người anh rất là ít xen vào đời tư này kia của người khác. Nói chung là em đi với anh thời gian không phải là quá dài, nhưng mà em cũng biết được phần nào cái tính của anh. Kiểu như mình mà bị cái gì là cũng hay ôm trong lòng á, ít khi nào mà nói ra. Nhưng mà một khi đã nói thì là ly nước nó đã tràn ra ngoài. Mình không thể nào mà thoát ra được. Đã lo tới luật pháp mà mình cảm thấy, nói chung nếu như vậy thì chỉ coi giống như anh giống như là một người kiểu như làm công vậy, chứ không phải là một người anh em. Nhưng mà trong thấy, nói chung là trong clip nha, em thấy nhiều khi cái lớp vỏ của anh cũng phải quản lại để mà đi quay, nói chung là công sức bỏ ra gắn bó với một thời gian nó cũng không phải là ngắn đâu nha, rất là dài luôn. Nhưng mà bị đối xử là vậy, cảm giác khi mình nghe mình bị rất là hụt hẫng, mình cảm giác mình khó hở luôn. Thôi lúc anh đi quay em không, 3 giờ anh em đi quay nhau, em anh hẹn đi quay không? Anh quay tới tầm 4 giờ rưỡi 5 giờ, lúc đó anh chuẩn bị đi dạy rồi. Anh vẫn cố gắng ở lại thêm 10-15 phút nữa dù anh đi trễ về dạy đó. Thì cái đó không là một cái hành động nhỏ, nói thẳng ra nó là hành động nhỏ trả lại vậy đó. Nhưng mà nó cũng là cho thấy được là anh đã cố như thế nào với tụi em rồi. Em thấy những cái đó mà những cái đó đâu chết liếc đâu. Những cái đó là những cái hậu trường của anh em mình, những cái đó anh em tự cảm nhận thôi. Nhưng có một lần em với Trung, em với Như còn đi qua đó chơi anh đó mà, anh nhớ không? Đúng rồi. Nên là em cũng thấy nó bị kỳ quá, nó bị vô lý á. Em xin lỗi nhưng mà thiệt sự là cái bản chất của em mà nó rất là dễ bộc phát những câu chửi thề á, nên là nãy giờ đã cố gắng lắm rồi. Thì nói về cái việc lớp bỏ thì mình cũng tâm sự luôn. Đó là những chuyến mà đi tỉnh hay những cái lúc mà quay như Tuấn nói á, đang quay lỡ dở thì mình cũng gác lớp bỏ lại
để hoàn thành cái công việc của quay clip. Thì những cái thời điểm đó, có những thời điểm nói chung là anh ít lên lớp quá, và những cái học viên này kia, phụ huynh thì người ta cũng tin tưởng thầy hơn. Các anh chị mà đứng lớp thì có thời gian anh đỉnh điểm anh dạy là 100 bạn một lớp. Mà sau này thì cũng nhiều lý do, và trong đó là có cái lý do lớn là mình tập trung cho cái việc làm YouTube. Và bây giờ còn thì khoảng 20 tới 25 em. Thì anh thấy là mình đánh đổi rất là nhiều rồi. Mà đổi lại bây giờ thì cái chuyện nó không còn nằm ở chuyện anh em nữa. Nên anh muốn là nói ra cái sự thật ở đây, để không chỉ tụi em hiểu, tụi em không cần phải đứng ngoài phía của anh, tụi em có cái nhìn của mình, tụi em hiểu được cái vấn đề người ta đang không muốn dừng lại ở giải quyết nó. Và mình đã cho cả nhà coi cái đoạn mà show ra cái tin nhắn trên mail á, người ta muốn làm việc qua mail, và cái mức để người ta đưa cho anh á là 200 triệu, và kèm theo đó là một loạt các yêu sách, một loạt yêu cầu đòi hỏi là mình không được dính dáng tới bất kỳ hình ảnh cũng như là bất kỳ cái phương tiện gì mà có trong YouTube. Và đặc biệt ở đây là đòi hỏi nó rất là phi lý, là khi chưa trả cho mình cái khoản tiền hợp lý trong 20% mà lại đòi lấy 200 triệu đó để bịt miệng mình hả? Là cái thứ hai là thí dụ như nói vậy với anh đi, thì tụi em Trung Dương có thể yêu cầu ảnh về hình ảnh của tụi em được. Ví dụ nếu mà ảnh sử dụng tới pháp lý để nói chuyện gì rồi thì tụi em có được quyền yêu cầu gì không? Là cái thứ hai là nếu mà không được đáp theo yêu cầu gì thì tụi em có được quyền yêu cầu ảnh xóa tất cả các clip của tụi em không? Cái đó là cái câu hỏi mà anh muốn đặt ngược lại cho cả nhà, cũng như là muốn đặt ngược lại cho Hùng. Tại vì anh cạn tình cạn nghĩa với anh em mình rồi. Không, nói thẳng ra cũng chưa cạn tình cạn nghĩa với tụi em đâu, nhưng mà cạn tình cạn nghĩa với anh rồi. Nhưng mà em nói với anh rồi, em làm family boy, em không chấp nhận được chuyện này, em hiểu không? Nghe như nó sốc. Ôi, nghe nó bị kiểu anh em với nhau mà lo nhau ra tòa là sao anh trai? Ý là mình có thể ngồi để nói chuyện nhau được, đâu cần phải kêu bất cứ thằng luật sư nào ra đâu anh trai. Em biết được là anh sợ anh, hay là anh cố tình lấp liếm tiếp, mà anh chỉ muốn ra ngoài quán cà phê có anh và ảnh thôi, không có bất kỳ người thứ ba nào có mặt trong câu chuyện này. Và cái vấn đề ở đây á là đã giấu nhau mấy năm, gần 5 năm rồi, thì bây giờ sự thật nó phải được ra ánh sáng thôi. Nếu mình làm sai thì mình hãy sửa sai đi, chứ tại sao mình cố tình mình lấp liếm tiếp những cái lỗi sai của mình và chỉ báo trước cho mình khoảng 5 tới 10 phút thôi. Thì khi hẹn như vậy, mình nói thật luôn á là mình về YouTube á, mình đi lâu nhưng mà mình rất là dở. Mình còn phải hỏi Dương về cái cách mà để làm Google AdSense nữa. Không, mà cái này em không nhận được. Tại vì em đã bị thắc mắc từ cái lúc mà nếu mà anh Hùng làm YouTube chung với anh Lộc, vậy là hai người quản lý là sẽ biết cách nhận Google AdSense sao, là anh Hùng phải chỉ từ A tới Z luôn. Nhưng mà em thấy anh Lộc gọi hỏi em, hỏi ngược là nhận cái đó làm sao, rồi mình phải làm cái này như thế nào để mà nhận được cái mã code á, để em mới thấy thắc mắc. Giống như em cứ nghĩ là anh Lộc anh đang giỡn với mình, nhưng mà không, cái lúc mà anh nhận được cái mã code á, anh vui á, anh chụp hình gửi mình mới cứ nghĩ là vậy là anh không biết thiệt. Nhưng mà tại sao anh Hùng đi quay lúc nào đi quay mà tại sao lại không chỉ ra, mà lại mới thắc mắc từ cái lúc á. Em có nhiều cái giống như em cũng trả lời nhiều nha, nhưng mà em nhìn từng chi tiết á, nói chung là mình cũng phải là con người để ý từng ly từng tí nha, nhưng mà mình cảm nhận được thôi. Rồi thời gian dài á, mình rút cốt rồi được nhiều cái kinh nghiệm cho mình thôi, mình mới cảm nhận được, mình biết. Anh Lộc đó nữa mà cái chỉnh clip mà anh còn không biết chỉnh clip mà cả gì mới thấy. Thì cái việc mà anh hẹn anh ra một mình thì anh cũng nắm được cái điều đó rồi. Đúng rồi, ra ngoài là anh sẽ thấy là cũng dễ. Ôi, em hỏi một cái được không? Từ xưa tới giờ tổng cộng tới bây giờ là anh nhận được bao nhiêu rồi mà anh đòi đưa thêm 200 nữa? Em tính 8 tỷ, cho 8 tỷ đi, làm tròn đi, làm tròn xuống là 8 tỷ. Trừ tất cả các loại chi phí, trừ thuế, mà thuế ở đây là vẫn chưa được đóng nữa.
từ trước tới giờ là cũng chưa được đóng nữa. Thì anh là một người mà anh rất là sòng phẳng, cũng như là mình sống ở đất nước Việt Nam mà mình phải tuân thủ những cái quy định của luật pháp mà. Thì anh thấy những cái điều đó là nó không có hợp lý. Nhưng mà khi mà trừ vào cái tiền thuế luôn á thì anh vẫn chấp nhận. Chưa đóng nhưng mà trừ vào thì anh vẫn chấp nhận. Và chia cho anh ra cái phần mà 20% á là 1 tỷ 6, khoảng 1 tỷ 6. Thì vào một cái khoảng 1 tỷ 6 đó là cái ước chừng. Còn những cái quảng cáo, còn những cái phần mà Facebook này kia thì mình không tính vào nha cả nhà. Và 1 tỷ 6 đó thì anh nhận từ trước tới giờ chưa được 300. Và bây giờ đòi lấy 200 nó để anh im miệng, anh phải lắng nghe cũng như là chịu tất cả những cái yêu sách đó. Giống như muốn dùng kiểu như 200 đó để mà bịt miệng mình luôn, để cho mình không có nói ra được mấy cái sự thật đó. Đúng rồi. Hiểu rồi. Mà bây giờ thì cộng đồng mạng người ta cũng rất là thông minh nè. Đúng rồi. Người ta hiểu được là khi mà anh em mình ít đi quay lại á, cũng có lý do. Thì chung có cái lý do gì em cảm nhận được ở đây mà em ít đi quay lại không? Đó thì thứ nhất thì cũng còn là do công việc của em. Và em trong gần đây thì công việc của em khá là bận. Và cái mà nói chung là thực sự là từ lúc đầu là em đến với anh hay biết rồi, tức là anh em quay là cái kiểu là hỗ trợ nhau quay để giúp kênh đi lên phát triển thôi. Nhưng là anh em mình hợp nhau đến thì quay, cũng như là đó, vấn đề thì anh cũng hiểu rồi. Còn thứ hai đó là về câu chuyện là gần đây thì em ít đi quay lại, và một phần là nó do là cái công việc của em không thể bỏ công việc của em hoàn toàn để đi quay được, vì đó là một thu nhập chính của em. Thật sự em đi quay em đâu có quan trọng lắm là cái vấn đề đó đâu, tại vì đi quay cũng không có bao nhiêu ấy, không có bao nhiêu. Đúng rồi, cái quan trọng là cái nó so với cái công việc chính của em thì nó là không xứng đáng lắm. Tức là cái nếu mà tính về doanh thu ở dưới về cái số tiền đó thì nó không có xứng đáng lắm. Thì như vậy một phần. Hai thì em hôm nay thì em nghe được cái câu chuyện này thì em mới ngạc nhiên. Lúc trước thì em cũng có một vài lần em cũng hơi ngờ ngợ thôi, tại vì đề cập tới vấn đề tiền bạc mà xe này kia rồi đó, em mỗi xong một chuyến đi xa này kia em nghĩ là em nghĩ đơn giản thì anh em hỗ trợ nhau đi quay thôi, không có đề cao lắm nó đề tiền bạc này kia. Nhưng mà chính cái đó là sau, cái mà khiến anh em mình bị lừa, rồi thẳng là bị lừa ở đây và đánh cháo khái niệm rất là nhiều. Mình cống hiến cho kênh hay là mình đang cống hiến cho một người không ghi nhận những cái sự cố gắng của mình 5 năm. Nhưng mà đối với em thì em thì bắt ít tụi em thật sự là với em biết thực sự em đến cái kênh em quay đến này tính là năm thứ ba, thứ tư rồi, thứ ba hơn rồi. Khi em biết là người mình lọc hơn 3 năm trước, là lúc đó đi quay là hơn 3 năm trước. Bây giờ nói chung em thì em hết hít lắm, tại vì em thỉnh thoảng đi quay thôi. Em thì đó gọi như là thanh xuân, là trải nghiệm thôi. Mà anh Lộc thì nếu mà anh là sự thật nó dài như vậy thì mất quá nhiều đi, quá bất công đi. Thật sự với cái số tiền mà 82 á, em cũng không nghĩ là cái mức xe đó là như vậy, cái xe doanh thu là như vậy. Mà đến ngày hôm nay thì cái câu chuyện nó lại nó đi được quá xa đi. Anh em thì em tưởng là không có sự đề phòng nhau này kia, nhưng mà đã dùng tới luật sư thì nó vượt mức là dân sự rồi, không còn là mức độ tình cảm giải quyết bằng cái thương lượng hòa giải nữa. Đúng tới luật pháp. Đúng tới luật pháp thì nó cái vấn đề đó thật sự là nó căng thẳng, chỉ cần một kiểu là chỉ có đường là một là triệt, hai là triệt để thôi. Đó nên là như thế nào thì tụi em thì em rút thôi, nhưng mà lẽ phải thì em sẽ đứng về lẽ phải, và em không có cái vụ lợi trong này hết. Thì em muốn là làm sao để ai là người đúng, ai là người sai cho em, thì sẽ có cả nhà, sẽ có mọi người nhìn nhận vào vấn đề sẽ hiểu. Rất là cảm ơn Trung đã chấp nhận đi đường xa từ Bình Phước chạy về đây. Thì đó cũng là một quãng đường rất là dài, nhưng mà quãng đường anh em mình đi với nhau á, nghĩ nó sẽ còn dài nữa.
chắc chắn là vậy. Nhưng mà lúc anh nói ở trong cái đoạn ghi âm cũng vậy, anh nói là em sống như thế nào mà để bây giờ những anh em cũ cũng như là thánh tròn nó không đi với em nữa, thì các em có đặt cái câu hỏi đó hay không? Em ít khi vô Zalo, vừa rồi vô Zalo thì thấy Thanh Tuấn ao rút rồi. Em cũng ít khi theo dõi trên YouTube lắm, tại vì dạo này em cũng đi làm nhiều á. Nhưng mà em thấy, em cũng có nghe thấy là nó không đi quay nữa. Bây giờ Thanh Tuấn nó chỉ là một nhóm nhỏ rồi, nhưng mà em cũng chả biết tại sao mà anh làm vậy nữa. Thì lúc đó em cũng hơi bất ngờ á. Mà sau câu chuyện của anh thì chắc thấy cũng bình thường, nó cũng nó quá quen rồi, nó giống như là cái vết xe đổ vào đó giờ. Thì em cũng từng có nghe một cái ví dụ trước khi mà có chuyện này, thì em từng nghe nói là anh Hùng cũng bị phốt luôn, bị có nhân cũ, tim cũ phốt của anh. Em lúc đó em nghĩ là chắc bên đó tào lao á, tự nhiên anh Hùng anh vậy có gì đâu mà để ấy. Nhưng mà nói luôn em muốn hỏi là bên đó với mình có được trả lương giống như em không, có được trả công giống như tụi em không? Em được trả gấp 10 lần bên đó. 10 lần là sao? 500 ngàn gấp 10 lần là có 50 ngàn à. Rồi đó là một clip mà bên đó quay là 50 ngàn một clip. 50 ngàn không đủ, đổ cà phê, uống cà phê với đổ xăng. Và khi mà quay đó thì anh Hùng anh nói lý do là quay mấy bạn được sự nổi tiếng, mấy bạn được ăn nhiều món ăn, và khi mà như vậy thì mức đó là xứng đáng rồi. Và cái lần đó là cũng là cái lần không biết là Hùng có nhớ hay không, lần đó là lần anh đứng ra để anh bảo vệ, cũng như là các bạn đó thì cũng rất là nóng tính, bạn đó tính dùng tay chân á, anh là người anh đứng ra anh bảo vệ, cũng như là cho cái vụ việc nó lắng xuống. Thì sau tất cả những cái chuyện mà đi cùng nhau như vậy thì mình đúc kết lại một điều á cả nhà, đó là mọi cái niềm tin cũng như là mọi cái việc mình làm á, mình không thấy hổ thẹn với bản thân của mình. Và danh dự của một người mà mua với giá là 200 triệu thì mình sẵn sàng mua cái danh dự đó. Rồi và cái 200 triệu đó đó là đang nằm trên giấy. Ủa là trên chưa có. Anh đâu có chấp nhận những cái yêu cầu mà một cách mà vô lý như vậy. Ép mình như vậy. Em nghĩ đi, bao nhiêu năm mình cống hiến, bao nhiêu năm mình cố gắng, mình đòi quyền lợi cho ai? Đòi quyền lợi cho gia đình mình sau này. Tại mình đã nói rồi, khi mình có gia đình thì mình đã có một cái gọi là cái trách nhiệm rồi. Mà bây giờ người ta có tất cả, người ta có những cái xe, người ta có nhà, người ta có đất, thì mình cũng phải có được cái gì chứ Trung. Trung thấy anh có được cái gì không? Có, anh có được chia thắt ghẻ. Phải anh. Chiếc thắt đó thì cũng là chiếc mà anh để dành lúc mà anh đi giày vỏ. Nhưng mà nói ra thì buồn cả nhà. Kiểu là mấy bạn bè YouTube á chơi với nhau thì người ta đi xe hơi. Đúng rồi. Những cái chuyến mà anh đi xuống dưới Long An á là anh thuê xe. Anh thấy mà, anh thấy mấy lần anh thuê xe tự lái. Nó nghe đau lòng với anh Trang, nó nghe mình người, kiểu như mình người ngoài mình nghe mình cảm thấy mình đau lòng. Kiểu như mình công sức của mình không có suy nghĩ về cái chuyện mà tiền bạc đó quá. Mình lúc nào cũng cống hiến hết, nhưng mà khi mà đụng đổ dở chuyện thì mình biết là người ta tính từng ly từng tí với mình. Tính là tụi em may mắn đó chứ bộ. Đúng rồi, mình vô sao. Ý là anh muốn nói ra để tụi em hiểu. Và khi em hiểu rồi thì em có cái chính kiến của mình để không có bị giống như anh. Anh biết gì không? Nãy giờ cái điều mà em để ý nhất á là con mắt anh nó cứ muốn rớt con mắt hoài à. Mình đàn ông mà anh trai. Để mọi chuyện nó đi đến mức độ này em thấy nó không hay lắm rồi. Coi ví dụ như mà lúc mà anh hẹn anh ra rồi anh đi mình thiệt á.
anh tính tìm mình. Sao mà nghe cái cảm giác nãy anh nói nghe em thấy nó nguy hiểm sao? Báo trước địa điểm 5 phút giống như báo đài để đi đua xe giống em đó vậy. 5 phút mới báo những cái địa chỉ. Có nghĩa là thấy là người ta đang đề phòng mình tới mức đó đó em. Tính giết người. Tôi nói anh giống như là kiểu chỉ là những người kinh doanh thôi, thí dụ như những thằng mà đấm đá tay chân như em nè. Còn nghĩ tới những chuyện đó thì nó không thành vấn đề, nếu không thì đề phòng đối phương thì nó không thành vấn đề. Nhưng mà như em đã nói anh rồi, anh em là anh em, công việc là công việc, nhưng mà anh Hùng không có rạch rõ ra được công việc là công việc. Anh đang muốn làm gì á, ý là em biết cái tính của anh nhất luôn. Anh là cái người kiểu nhịn nhục, kiểu không muốn gây lộn hay là bất cứ chuyện gì hết á. Anh hiền lắm, nên là thành ra để mà anh phải đối mặt với những chuyện này em thấy nó không hay á. Mà anh Hùng em đâu nghĩ là tới bây giờ anh Hùng lại tính toán cái đường mà giống như là nó thẳng ra giống như là úp anh vậy á. Đầu vấn đề nó không phải là tiền tỷ hay là tiền lẻ hay là như nào, nhưng mà vấn đề nó là một cái là anh sợ mất hết tất cả hay không? Đúng rồi. Vấn đề mất tiền là mất ít. Mất lòng tin, mất mối quan hệ, mà một khi mà mọi câu chuyện nếu mà nó xót ra bên ngoài thì còn như anh mất tất cả. Đúng vậy. Mất tất cả, mất hết cái lòng tin của mọi người và mất hết cái cách nhìn nhận từ mọi người từ trước đến nay đến với anh. Anh mất nhiều lắm, anh mất nhiều. Anh chắc chắn câu chuyện nếu mà nó sẽ lên, câu chuyện này lên là chắc chắn anh sẽ mất nhiều hơn là cái mà anh đang cố gắng để giữ lại. Nhưng mà anh không hiểu là anh đang cố gắng để anh không hiểu hay là anh đang ép mình phải đi vô cái đường cuối cùng vậy. Không lao thì phải theo lao. Trước đây không có, thực sự nếu trước đây không có anh Lộc làm sao mà ai biết cái tên Phan Anh Hùng. Cũng không phủ nhận là anh cũng có đóng góp, nhưng mà anh Lộc cũng đóng góp. Hai anh em cùng nhau đóng góp, nhưng mà sau tất cả thì nhận lại một cái số tiền 200 triệu giảm với tất cả thì thấy nó không sức. Quá là bất công. Thì đối với em là nếu mà em đặt trường hợp như anh thì tới tâm lý của em thực sự không vững được. Chứ anh đang ngồi với em ở đây á, nhưng mà là cái nó gọi là cái sự thương người của anh á, nó đã tới giới hạn rồi. Mọi cái lý do mà để con nhỏ, để vợ em ở dưới quê không có việc làm, bây giờ anh nghe ra anh thấy nó giống như là nói để cho mình thương cảm, mắc cười, chứ anh không còn thương cảm nữa. Tại cái đó chỉ là cái lý do của người ta. Anh ở Tân Phú, anh mua được nhà chưa? Hay là anh vẫn ở chung với gia đình? Chứ em thấy anh Hùng mua được chung cư cao cấp rồi đó. Việc mà anh Hùng mua hay là mướn thì mình cũng không biết được, cái đó là vấn đề của người ta. Nhưng mà chắc chắn là xe và đất thì là có. Nhưng mà anh em mình ngồi nói chuyện ở đây á, cả nhà, là mong là cả nhà sẽ có được một cái nhìn nhận và cái chính kiến của bản thân mình. Em nghĩ là nó khó tiếp nhận lắm anh, tại vì anh biết không, khi mà em đến với tụi anh á, cái điều mà đầu tiên em nghĩ tới kênh Phan Anh Hùng á là Võ Sư Lộc. Mấy cô chú lớn tuổi đâu có thể nào biết được search được chữ Phan Anh đâu, đều phải search cái chữ Võ Sư Lộc để ra được kênh của anh Hùng mà. Nhưng mà sau câu chuyện này thì nó không còn Võ Sư Lộc nữa, nó không còn Võ Sư Lộc ở bên cạnh Phan Anh Hùng nữa. Nó buồn cười của anh, nó kiểu làm sao á, nó kiểu nó không có hợp lý miếng nào anh. Em thấy nó không đáng. Nếu mà em là anh Hùng em sẽ không chấp nhận đánh đổi một cái tình cảm như vậy. Tại vì khi mà mình đã kiếm được tới con số tiền 8 tỷ á thì mình có thể kiếm được nhiều hơn nữa. Thì em nghĩ là anh không nên tham lam một cách mù quáng gì. Nó làm mất đi nhiều giá trị lắm. Như bây giờ tại sao một câu chuyện lại là em với anh Trung, với anh Dương lại ngồi đây với anh mà không phải là ngồi với anh. Thì anh chỉ muốn gặp mình anh thôi, đâu muốn gặp mấy em đâu. Nghe nó cười giờ mới hiểu thôi. Nhưng mà cái sự thật còn chấn động hơn nữa, cả nhà xem cái clip mà anh quay với Linh đó, nó sẽ công bố những cái ảnh khẳng định và ảnh nói anh sẽ làm. Nhưng bây giờ anh thấy tất cả đều là anh đang nói hoàn toàn ngược lại với những gì anh nói trong cái đoạn ghi âm đó. Và mình không có muốn
anh em làm việc với nhau mà phải lôi những cái đoạn ghi âm, lôi những cái kia ra. Nhưng mà cái tính của một con người, một khi người ta đã đâm được mình một lần, khi người ta đã đâm được mình hai lần, chắc chắn sẽ có lần thứ ba, thì mình phải có cái gì để bảo vệ bản thân mình. Thì anh đã có cái đoạn ghi âm trong đó, đã có lẽ phải đứng bên mình, thì anh tin là cộng đồng mạng cũng như cả nhà sẽ có cái nhìn chính xác nhất về cái vụ việc này. Đúng là nhiều khi đổ dở không mà biết, biết được gọi lòng của một con người như vậy. Kiểu như mình ngồi với lạnh mình cảm thấy không lạnh mình luôn. Nhưng mà Dương á, thì anh thấy em rất là sáng gặp cái việc làm YouTube á. Trung cũng vậy, Tuấn cũng vậy. Và việc mà em tụi em phát triển cái kênh YouTube của mình á, đối với anh á, anh thì anh cũng giống như là học việc vậy đó, bây giờ học việc bắt đầu lại từ từ, nhưng mà có cái gì biết anh sẵn sàng anh chia sẻ để mấy anh em mình có một cái chủ đề hay có một cái hướng đi nào sau này. Anh biết không, có những cái nó là những cái mà nó rất là nhỏ, nhưng mà nếu mà tụi anh để ý kỹ tụi anh sẽ thấy. Ví dụ như em với Dương, tụi em là hai thằng kiểu đầu tiên đi theo tụi anh mà có ý định mở kênh YouTube. Đúng không? Em là đã có ý định kiểu như mở từ rất lâu rồi. Đúng rồi. Nhưng mà anh có để ý một điều không? Tụi em không dám đụng về cái mảng tụi anh đang làm. Đó là gì sao anh biết không? Đó là tụi em nghĩ trong đầu tụi anh với anh em với nhau vậy. Tụi anh là anh của tụi em không thể nào đá đổ chén cơm nó được hết. Tụi em nghĩ tới những cái cảnh đó, tụi em gán né ra. Như em làm gì xe có thể chứ anh làm gì xe có khó tiếp cận người xem, rất là khó. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là Dương lúc đầu làm anh thấy rồi, nó tự nấu ăn không à, hoặc là nó sẽ đi travel, nó sẽ đi du lịch. Kiểu như em không ban nhưng mà em cũng không dám mà. Tại vì em suy nghĩ mình không có, tại mình đang ở trong team của một anh đó là anh quay về một cái chủ đề mình ăn nhiều mà. Em muốn ban cũng không dám ăn nhiều nữa. Nói chung là em ăn những cái món mà vừa phải đi, hay là em quay chế biến, nói chung là em hướng dẫn những cái công thức để cho mọi người biết, để mọi người coi để giải trí. Nói chung là nhiều khi em mở kênh game sợ rất là ảnh hưởng tới mà cái người mà dẫn dắt mình á. Nói chung là em làm một cái gì em cũng suy nghĩ kỹ lắm. Khi mà em mở kênh á, em mở là em có hỏi cái ý kiến của anh, em có thể làm như này như kia thì anh cũng có góp ý, em cũng tiếp nhận. Nhưng mà khi mà mình đụng nhiều chuyện mình mới biết được, mình đâu phải lúc nào mình nghĩ như người ta, người ta cũng nghĩ cho mình. Như cái việc mà edit video em có hỏi chỉ có mình Dương giúp em à. Anh thì thua rồi, anh đâu biết gì đâu mà giúp em. Này, anh không biết thì nhiều khi giống như trước đó, không phải là kiểu như tại vì cái đó là doanh thu với lại tiền của người ta, em cũng không có để ý. Tại vì trước khi mà em theo với anh á, là em kiểu như em là một người rất là đam mê YouTube nha. Anh có để ý coi cái kênh của cô béo như vậy 2019 là em đã mở rồi, nhưng mà kiểu như em không có điều kiện kinh tế, em cầm điện thoại suốt mà em không làm được. Nói chung là em vô lại cũng đâu biết cái doanh thu của ảnh trước đó. Nói chung là cũng một phần nào đó nhưng cũng không thể nào hoàn toàn được. Nhưng mà em cũng thôi, tại vì mấy clip đầu anh có thấy đó, em đi ăn muốn biểu cua với anh nè. Em có đi ăn xong rồi sau này em đi ăn cái bún bò, nhưng mà em có đâu lấy tiền anh đâu, em cũng chỉ lấy tiền của quán thử thách thôi. Như cái clip bún bò đó hình như bây giờ là 1.4 triệu hay sao. Nói chung là em đi theo cũng gì đam mê đó, mà học hỏi kiểu như cái cách của mấy anh nói chuyện một ngày xưa cũng không suy nghĩ quá nhiều đâu nha. Rảnh là cứ đi hay là cái này, nhưng mà có một clip á, lần đầu tiên mà em được nhận 500 từ ảnh á, em cảm thấy em vui lắm nha. Lần đầu tiên mà mình đi quay YouTube được với mấy anh đó, mình thấy mình vui lắm, nhận 500 mình vui cực kỳ. Cái cảm xúc đó mình khó diễn tả lắm. Nhưng mà sau này mình nghĩ ra nhiều chuyện mình thấy. Nói như người ta có hỏi anh mà, ví dụ như những người là chỗ làm của anh hỏi anh là đi quay clip gì được nhiêu em. Anh toàn nói chuyện anh sẽ lấp liếm, anh sẽ kêu là team tụi em tới 7 người lận. Thì chia trên đầu người ra anh nói đỡ gì chứ không lẽ anh nói anh nhận được 500 nghìn người ta chửi anh đó em. Anh nói thật á, tại vì bản chất của công việc anh nó đã kiếm từ 500 nghìn rất dễ. Thật sự từ 500 nghìn của anh kiếm rất dễ trong vòng một buổi tối thôi. 500 nghìn với em lớn. Đúng rồi, nhưng mà ý là anh đang nói vậy á, thí dụ như công việc của anh nó kiếm được từ 500 nghìn rất là dễ đi, đúng không? Mà bây giờ anh đi nói anh đi quay clip được có 500 nghìn à, người ta cười vô mặt anh á. Là kêu vậy thôi, mày đi làm gì xong mày không tập trung vô chuyện công việc của mày. Nhưng mà anh vẫn lấp liếm, anh vẫn đỡ cho anh em, anh vẫn nói giống như là anh tự coi mình là một thành viên. Anh quý điều đó mà anh nghĩ là anh Lập cũng sẽ nghĩ em là một thành viên, đúng không? Đúng rồi. Em lúc nào cũng coi chung với Dương như hai đứa em thân thiết của em mà. Đúng, anh thấy tụi em gặp nhau là giỡn hết không? Nhưng mà bây giờ càng về sau ở nhà là mấy em nó
kiểu như khi đi quay á, mấy em cảm giác được là mỗi lần quay xong á, nhận tiền của anh Hùng, anh Hùng anh than, anh nói này kia thì em cầm cái số tiền đó em có thấy nó đặng không? Nó nặng, nó cảm thấy nó nặng. Giống như cũng mới giống như cái việc gần đây nhất nha, không phải là em tại vì gặp cái trường hợp này nên em nói luôn. Tại vì hồi đợt ở dưới chú Ba Móc ở dưới tài dịch lên á anh, em cũng suy nghĩ anh nói trên YouTube mình làm điều này nó không có được như lúc trước vậy. Lúc em cũng nhìn em cũng biết mà, tại vì em đi ăn với anh gì đó ăn bún chửi thì lúc đó là mấy anh em đi đầy đủ hết luôn, có em là em quay xong rồi về một giờ phải đi làm mà, tại lúc đó quay trễ thì xong qua bữa sau thì anh có bắn cho em 1 triệu thì em mới nói sao anh bắn cho em nhiều như vậy, thì em mới suy nghĩ em nói em thấy mấy này anh kinh cũng bị bớt mà, thì em mới chuyển lại cho anh 500. Thì anh chỉ cho anh 500 xong cái ảnh mới gửi hình là anh chuyển cho mấy bạn này mỗi đứa 2 triệu hay là 3 triệu, nói chung là cứ quay một clip là anh sẽ trả cho bao nhiêu tiền vậy đó. Thì em cũng ok, với lại anh gửi cái tiền nhà của anh hình như là bao nhiêu á, 8 triệu rưỡi hay gì á. Gửi tiền nhà làm gì? Anh gửi hình như anh gửi chung kẹp luôn hay sao, anh nói cái 8 triệu rưỡi đừng đi nha, cái đó là tiền nhà của anh. Thì em cũng suy nghĩ nếu mà đi quay cũng nặng tiền thôi, ta cũng có gia đình mà. Thì em mới chuyển ngược cho ảnh, ảnh nói có em hiểu anh này kia, nói chung là em lúc đó là em người khác nói gì em cũng tin hết á. Người ta khó khăn thì mình phải đồng hành vượt qua cái lúc khó khăn mà. Nhưng mà mình suy nghĩ lại bây giờ mình thấy nó không đáng. Nhưng mà anh nói thiệt nha, nếu mà một người lớn như anh nha, cái vụ mà gửi cái hình tiệc nhà nó hơi kỳ xíu, kiểu nó không có liên quan với cái công việc mình hiện tại anh em đang làm với nhau á. Nếu mà bản chất của anh em thì cũng không nên lấy cái đó ra để nói, nghĩa là nếu mà khó khăn ai cũng khó khăn hết, bản thân anh cũng vậy thôi, anh cũng khó khăn vậy, không lẽ anh đi nói ra là anh kể lễ đi, cái kiểu anh đâu bây giờ nói với anh em gì đâu. Anh đi làm vẫn nói đi làm vui lắm, hay là đi làm công việc nó hơi mệt mỏi xíu, anh có bao giờ nói là em đang cần số tiền này hay cần số tiền kia, nó đâu giờ nói. Nhưng mà lúc đó em không có suy nghĩ giống vậy nha, em suy nghĩ chắc anh đang kẹt tiền nên anh gửi anh cho mình coi, vậy mình cũng suy nghĩ gì em coi, cái lúc đó em cũng đi làm, cái lúc đó em đi làm đang đi làm mà, xong rồi cũng nhắn tin ok anh có gì thì hẹn em nha, rảnh thì anh em mình gặp thôi. Tại vì mình suy nghĩ cái vấn đề đơn giản á, nhưng mà dạo gần đây thì em không có đi quay thì nhiều việc, gần 2 tháng em không đi quay. Tại vì một phần là em không có đi ăn được như lúc trước. Đúng rồi. Không có ăn nhiều được như trước, tại bây giờ ăn nhiều lúc trước nhiều nhưng mà bây giờ vẫn ăn nhiều được. Nhưng mà em thấy ở gần là như đợt vừa rồi anh quay với Trung nè, có Trung rồi. Là gần Tết anh ăn xích cua. Thì thí dụ như ăn tô bình thường của anh em nghĩ chắc là em sẽ ăn hết được. Nhưng mà bữa đó thì... Cái tô đó là nó quá lớn nè. Quá lớn tới rồi, khoảng phải 10 tô ở trong đó. Mà cái bao tử em thì nó chịu không nổi nữa. Nó có những cái mà, ví dụ như trên clip mọi người đâu thấy đâu, nhưng mà em nó cố gắng gồng. Cái lúc mà vừa tắt cái clip đi là em ra ngoài ói, Chung nó thấy à. Là lúc đó là Chung nó biết là em quá sức chịu đựng của em nữa, em chịu hết nổi rồi. Mà em mới ăn có nửa tô quá, nửa cái tô đó thôi á. Nên là em nghĩ là đó là lý do tại sao mà em cũng đi ít đi quay, em cảm thấy bị thua thiệt với mọi người hơn. Đúng rồi. Xong một cái content mà lấy đứa này đấu với đứa kia, em nghĩ là nó hơi bị nhàm quá. Nó kiểu giống như là đang muốn hạ tụi em xuống vậy á, có nghĩa là đang muốn đạp đổ tụi em đi á. Giá trị xưa cũ của tụi em là review, là giỡn rớt trên clip. Đúng rồi. Chứ không phải là thử thách mà ăn cố như vậy, em cũng nuôi con rồi. Em đâu thể nào mà ăn nhiều để đến mức chết thì sao anh, đúng không? Rồi. Về cái việc mà em tâm sự á, nó cũng là cái mà anh trải qua từng năm một, là luôn luôn tiêm nhiễm trong anh là khó khăn, sự khó khăn đó từ năm này qua năm khác. Và cái khó khăn ở đây thì không biết là mỗi năm có một cái lý do khó khăn khác nhau, nhưng mà nói ra ở đây giống như Tuấn nói, tại sao phải đưa cái tiền nhà ra, tại sao phải sâu ra những cái mà mình chuyển cho người này cho người kia, trong khi tiền là mình ôm trọn mà. Đúng rồi. Thì cái đó đang đánh vào cái lòng thương hại của các thành viên trong team, và khi đánh vô đó thì mình sẽ ít đề phòng nhất, đúng không Chú? Cảm giác kinh như vậy không lẽ mình đòi hỏi này kia. Nhưng mà cái anh khẳng định với mấy em một câu ở đây á, đó là giảm ít tương tác hơn lúc trước, và ảnh hưởng tới kênh ở đây là số tiền không còn được như thời kỳ đỉnh điểm nữa. Và khi cái số tiền đó đối với anh em mình á vẫn tiêu xài thoải mái, và nhưng mà khi một người người ta không biết đủ á, người ta thấy cái số tiền không còn như trước nữa
người ta sẽ quay qua để người ta dè biểu, người ta quay qua để người ta lấy lợi của những người anh em ở đây. Thì lấy lợi là bằng cách nào? Có thể là dương đi một ngày quay 3 clip, đang có view thì tranh thủ. Nhưng mà những cái ngày đó liên tục như vậy thì em thấy sức khỏe của em nó như thế nào? Không, kiểu như không, nếu mà quay 3 clip là em nhớ có hồi lần rồi. Không, gần đây cũng có nè, nhưng mà cái lần đỉnh điểm nhất là em đi Xi Nga. Em nhớ là đi đợt đó 7 ngày sao, đó đó như có anh mà. Anh đi mấy, anh đi 1 ngày, 2 ngày. Mấy lần đầu thì 1 ngày em ăn 2 clip. Còn có khi có ngày thì chỉ ăn 1 clip, nhưng mà tới gần ngoài Đà Lạt hình như là 2 ngày sao á. Em nhớ có 2 ngày. Ăn thử thách đó Tuấn, chứ đâu phải là ăn chơi đâu. Vừa ăn buổi sáng với chị Nga, xong rồi buổi trưa mình ăn bên kênh của mình. Buổi chiều rảnh ăn với chị Nga một cái nữa. Nói chung là mình cứ nghĩ là đi cố gắng hết sức thôi. Gán bào được nhiều clip thì bào giúp ảnh thôi, để cho anh có thu nhập để trang trải cuộc sống. Mình cũng suy nghĩ đơn giản quá. Đợt đó em được bao nhiêu? Đợt đó em đi lúc đầu thì trên xe mới vừa đi được một ngày thì anh đưa cho em hình như là 3 triệu. Rồi sau này cái em đi ăn với chị Nga ăn được nhiều clip quá. Mệt nó bị đuối anh chị không nổi, em ăn lúc đó người cái mặt em bị đỏ luôn mà. Em ăn vừa ăn gà rồi ống tre với cái gì đó. Nói chung là ăn em nhớ lúc đó em ăn một ngày em ăn 3 clip á. Nhớ người luôn. Ăn lúc đó người nó đừng lắm giờ lại thiếu ngủ á. Anh đi cái đó đâu phải là anh vừa quay xong là anh phải chờ nó xuống bớt rồi anh cầm máy hỗ trợ. Nói chung là mình phải hoạt động, mình đi quay đợi người lắm thiếu ngủ nữa. Xong cái anh mới cho em lúc mà gần chuẩn bị đi về anh cho em 1 triệu nữa. Rồi em lấy tiền em nhận tiền đó, em cảm thấy nó chung lúc đó nhận tiền nó thấy nhiều lắm nha, số tiền nó với em nó nhiều mà. Cái em về em lấy xe rồi trả tiền xe này kia, cái em gửi xe rồi đi về, đó là lấy nhiêu đó tiền em nhận đó. 7 ngày. Rồi dưới trên chỗ làm của em hình như em mướn 2 ngày nữa, em mua 2 ngày là có đợt mà cái đợt đó là như phép của em nó sắp hết rồi nên em không có nghỉ đủ một tuần nên phải mướn 2 ngày đó. Có nghĩa là 2 ngày đó sẽ phải trả tiền cho cái người làm ngày đó để Dương có thể nghỉ để đi quay clip ở cả nhà. Đây em xài phép với bù hình như được 5 ngày á. Mướn thêm 2 ngày nữa là 7 ngày. 2 ngày đó hình như mất có 500 à. Thì cũng sao được. Đó. Nhưng mà thực ra cũng hay á, tại vì xưa giờ anh chưa giờ được nhận quá số tiền 1.5-2 triệu đâu. 3 triệu mấy 4 triệu là hay rồi đó. Anh ăn với em đi anh nhận. Nhưng mà Trung thấy mức ăn như vậy mà cái số tiền mà như vậy Dương tâm sự anh cũng mới biết nữa. Có rồi hồi gian rồi. Vì giờ mới thấy nó suy nghĩ lại thì thấy nó hơi bạc bẽo xíu. Đúng không? Tại vì như lúc trước là anh em mình hay ăn là cứ một ngày ăn 2-3 cử. Mà ăn đâu nó sẽ gấp đôi số lượng bình thường là ăn gấp 4-5 người. Như vậy mà mình ăn liên tục không ảnh hưởng sức khỏe nhiều chứ. Nói gì ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá. Đúng rồi, nói sức khỏe nhiều. Ảnh hưởng sức khỏe không mình biết là mình cảm nhận được mà. Do là cái là cũng đó là cũng chưa có. Chỉ suy nghĩ là giúp đỡ anh em cùng nhau, anh em cùng nhau cố gắng đi lên để phát triển thôi. Chút cái suy nghĩ đơn giản, suy nghĩ mà cho suy nghĩ đúng sự thì lúc đó em đã thì 100% là chỉ có cái tư tưởng và suy nghĩ là chỉ có nó suy nghĩ là nhanh để cho clip nó viral, cố gắng ăn hết cho clip ra viral cho mọi người xem nhiều, cho kênh nó phát triển thế thôi, chứ không có suy nghĩ nữa, không có biết là sau đó là một cái câu chuyện là người ta đang không nghĩ mình là anh em mà nghĩ mình là như kiểu người làm công hay là bào mình đến như vậy. Đúng rồi. Thì thấy quá bất công này. Đây là cái mà em cảm nhận được và em thấy buồn nhất, đó là từ đợt mua camera. Sau lần đầu tiên mua camera thì em cũng đã đi quay một cái clip ở ngoài quận nhất với tụi anh, đúng không? Là để nói là tụi anh mới mua camera nè, cái vậy. Thì anh em mình nó đã trải qua quá trình, em chưa đủ lâu như chung, em cũng chưa đủ lâu như Dương, nhưng anh em mình biết được mặt mũi nhau, biết nhà nhau, mọi thứ mình tâm sự với nhau đều rất nhiều, đúng không? Thì em thấy anh chở cũng khá nhiều, anh vừa chở anh, anh chở ảnh rồi phía trước có cái camera nữa, thì em thấy là nó hơi bất tiện. Em kêu là thôi đưa camera đây em chở cho, nhưng mà anh chỉ kêu là thôi để anh tự chở được, cái này đẹp của anh nên tự chở không sao đâu. Thì anh biết không, nếu anh em mình lớn hết rồi thì sẽ nghĩ được, không lẽ cái camera có 100 triệu thôi mà nó lại không bằng cái tình nghĩa, sự tin tưởng của anh em mình. Em đâu có thể nào lấy cái đó và bỏ chạy được đâu anh.
đúng không? Anh có công nhận điều đó không? Tôi yêu chạy mô tô á, nhưng mà thì sao? Nó đâu ảnh hưởng gì đâu, nó đâu liên quan gì đâu. Em đâu phải là mấy thằng bá dơ gì đâu. Em đã nói rồi, em coi tụi anh như là gia đình, thì chuyện chở giùm cho tụi anh nhẹ đi, nó bình thường lắm. Xong rồi ảnh nói như là em kiểu có thể ôm cái này chạy đi mất á. Rồi anh nhớ được đi Vũng Tàu không? Lúc đó anh mới học bằng lái xong cũng yếu mà, đúng không? Chung lúc đó cũng mới học bằng lái xong cũng yếu mà, em vẫn có thể cầm xe chạy được, đúng không? Thì lúc đó không ai phụ anh chạy thì anh vẫn đưa em, nhưng mà về sau rồi em kêu thôi đưa đây để em chỉnh xe lại không? Thì anh đây giống như kiểu không, nãy giờ ngồi nghĩ ra thì anh như kiểu là nó là thương những cái vật chất và thương tiền. Giống như em kiểu khi mà đụng như cái đó nó sẽ hư hao bất cứ một cái gì đó vậy. Nhưng mà thực sự là đâu có đâu anh, nếu mà tụi em có thể tự kiếm ra được mà, nhưng mà tụi em kiếm nó thời gian dài hơn thôi. Chứ không phải là tụi em không làm được, tụi em còn trẻ quá mà anh. Anh không nhận là tụi em còn quá trẻ không? Nhưng mà đâu có nghĩa là những cái đó nó quan trọng đối với tụi em đâu. Hôm nay em đặt cái xe hơi của anh rồi em chạy đi mất tiêu được hả? Trong khi đó luật pháp Nam ta còn đó mà, ảnh có thể trốn thuế chứ em đâu có trốn đâu. Đó là một trong những cái mà anh em rất là bức xúc cả nhà. Thì đi lâu thì mới hiểu được cái trong cái sự việc này, mỗi người chúng ta đều là nạn nhân hết. Và nạn nhân ở đây là từ cái sự mà tin tưởng đặt không đúng chỗ. Thì cả anh em đến với nhau bằng cái lòng tin thôi, bằng cái suy nghĩ đơn giản quá, tại vì cùng nhau cống hiến, cùng nhau cố gắng thôi, kiểu là anh em vui vẻ thôi, chứ là không có đặt cái nhiều cái lợi ích. Mà không biết là sau đó thì một trong số những người chúng ta quá nhiều lợi ích đi, đặt quá cao cái lợi ích cái tôi của mình, cái lợi ích cá nhân của mình nhiều quá thì cái gì cái lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra thôi. Khi bản thân cũng con người nó lâu ngày nó cũng sẽ tôi là buồn cho anh thôi. Thực sự là nãy giờ nói tới thì em không giận nha, em không giận anh đâu nha, tại vì nếu mà nói ra thì nó chỉ là bản chất thôi, em không gì phải giận hết, nhưng mà em chỉ buồn thôi. Em thất vọng nhiều hơn, kiểu thứ nhất là anh với ảnh nói ra, anh với anh nó cả quá trình, quá trình thì đâu thể nào mà nó đi từ con số 0, nó đi từ số 100 lần, nó mới từ con số 0 đúng không anh Trai? Mà cuối cùng thì anh lại bị đối xử vậy. Nếu như đổi lại là Trung hoặc là em hoặc là Dương thử xem, chuyện nó khác, chuyện nó thì là khác rồi. Giống như tụi em chỉ là những, nói thẳng ra thì tụi em những mấy con chốt thí rồi, nó không cần vấn đề đó. Nhưng mà không, em nói tốt thí thì cũng xin khẳng định tụi em là giống như là một chuyến xe đi, tụi em giống như là những người đồng hành trong cái chuyến xe đó. Tuy là quãng đường ngắn hơn tụi anh, nhưng mà đi thì anh, đối với anh nha, cực kỳ trân trọng luôn. Anh nhớ tới những cái ngày sinh nhật của mấy em, đâu. Nhớ tới những cái sự kiện nhỏ nhỏ thôi. Anh thấy chỉ cần mình nhớ như vậy thôi, nhiều khi không cần mấy em nó phải nghĩ tới mình hay gì, chỉ cần là mình nhớ tới nó là mình thấy trong lòng cũng vui rồi. Tại vì nó đã đi cống hiến với kinh, nó đã làm những cái việc đó một cách mà gọi là rất là vô tư. Thì những cái ghi nhận nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như sinh nhật của Tuấn, sinh nhật của Dương hay sinh nhật của Trung, nó đều là những cái mà để mấy em nó thấy được cái sự ghi nhận, cái công sức nó bỏ ra. Và cái đó thì nó thuộc về cái gọi là sự tinh tế, cái nghĩa. Em trân trọng điều đó mà. Em còn nhớ anh hỏi sinh nhật của em, xong rồi anh kêu anh chị Phụng gửi em ít quà, em nhớ mà. Có gì đâu em không nhớ đâu, thật sự là vậy. Mà nếu mà em ngồi được tới bây giờ với anh thì anh cũng biết là em trân trọng những cái đó từ anh. Anh thì giống như người anh lớn đối với tụi em vậy đó. Anh luôn luôn không bao giờ bỏ quên ý kiến của em, hoặc là bỏ quên ý kiến của bất cứ ai hết. Anh luôn hỏi tụi em như thế nào, thế nào. Kiểu nhiều khi anh thấy là mấy em ít đi quay này kia, anh cũng không biết là mấy em đang gặp chuyện gì, anh muốn là kết nối lại với mấy em á. Nhưng mà về cái phần mà người quyết định nó không là, nó không là anh. Rồi bây giờ thì nhưng mà bây giờ anh thì muốn đi quay tụi em chung với tụi em luôn. Bây giờ là anh đi quay tụi em thoải mái. À đâu biết là quay kênh của anh Phan Hùng thì chính anh cũng là người không được đi quay luôn rồi. Mà em có nhận ra được một cái nha, một tháng trời anh Hùng không có đăng clip. Bây giờ thì em mới nhận ra đó giống như là một cách để tẩy trắng anh, biết không?
Thế là loại bỏ cái sự xuất hiện của anh trên kênh. Anh có công nhận không? Dạo gần đây em thấy là đều có một cái tốt Phan Huy Hùng và một người nào đó, nhưng mà nó đã không còn là cái tốt như lúc trước cũ nữa rồi, nó không còn là cái Tết cũ nữa rồi. Và em thấy là đúng rồi, em lúc đầu em nghĩ đầu là một tháng đó, không biết tại sao anh lại làm vậy. Em có hỏi là anh kêu là tại do tụt view quá anh mới đăng ấy thôi, nhưng mà thực sự là tụt view đi chăng nữa thì lượng sub nó của anh vẫn có thể kiếm tiền từ lượt sub đó. Anh em phải công nhận điều đó đúng không? Những clip cũ nó vẫn đổ tiền và chính xác là doanh thu của tháng. Nhưng đó. Mà tại sao anh lại ngưng một tháng đó? Có nghĩa là tẩy trắng anh. Bây giờ em mới nhận ra được là tẩy trắng anh. Phải lâu lắm rồi anh chưa xuất hiện trên kênh đúng không? Nhưng mà mình cũng kiểu như suy nghĩ lúc đó cả nhà, có những lần mình suy nghĩ rất là ngây thơ. Mình suy nghĩ theo kiểu là thôi, mình nhường lại sân khấu cho mấy đứa trẻ, nhường lại sân khấu cho những cái bạn mà ăn khỏe hơn. Nhưng mà khi mà Hùng đi quay với vợ thì anh cảm giác được là cái đó nó đang đi theo một cái tiên hướng giống như Tuấn nói á, là sẽ tăng cái sự xuất hiện của gia đình và giảm cái sự xuất hiện của anh em mình. Thì nếu mà đi được lâu dài và cái tiên hướng đó thì anh nghĩ nó là một hướng đi mới mà, thì anh vẫn ủng hộ. Nó vẫn hay mà, nhưng mà cái vấn đề nằm chỗ là nhưng mà cái là người xem người ta không có thích cái đó. Không phải anh ơi, không phải đến đây người xem. Nếu như anh không gửi cái mail luật sư qua cho anh thì em nghĩ cái hướng nó đi là đúng rồi đó. Nhưng mà khi mà anh đã đưa anh ra, anh đã đưa luật sư, đưa pháp luật ra nói chuyện với anh vậy rồi thì em nghĩ là cái tình huống này nó hơi bậy rồi, nó rất là bậy luôn. Là có em tính toán. Trời, anh có thử tính suy nghĩ kỹ thứ em, anh thử suy nghĩ thứ ơi. Dương nghĩ là tính toán như thế nào vậy? Em chỉ nghĩ đó là một cái tên mới, nói bây giờ mới suy nghĩ tới nha. Kiểu như người ta có nhiều bước đi mà mình không có ngờ á, người ta đã dự tính trước á, người ta dàn cái đường đi hay sao. Không, anh đã tính rồi đó anh, nghĩa là em không ngờ luôn á. Nghĩa là tự nhiên cái em đang ngồi đây nói chuyện với anh xong em sực nghĩ ra là cái vấn đề đó là gì. Không phải mình vẽ đâu, nhưng mà tất cả như nếu mà những người nào mà đã có lý trí, đã lớn rồi thì chắc chắn người ta sẽ nhận ra được vấn đề. Không, nhưng mà cái quan trọng á là bây giờ những cái clip mới á, cái hashtag á là còn hay không, hashtag bản sự lập còn hay không. Nếu mà không còn thì chắc chắn là cái hướng suy luận của Tuấn là chính xác. Cái đó em không biết. Dương kiểm tra thử rồi Dương. Mấy cái clip mới á, coi hashtag bỏ siêu lập còn. Nhưng mà cái lần gần nhất ở đây, cái doanh thu mà ảnh một tháng anh không đăng clip là anh được chia qua hồng sao. Được chia. Anh được chia 2.5 triệu. Gì? Chỉ có 2.5 triệu vậy? Tại vì anh nói anh là ít đi quay với kênh, rồi kênh bị flop. Rồi anh cũng nói là bây giờ em cứ cân đối này kia để tính toán cho mấy em. Thì đó, ảnh đưa ra là coi như là 2.5 triệu là cái tháng mà gần nhất anh được nhận á. Không anh ơi, cái hashtag không còn tên anh nữa đâu. Không có tên anh đâu. Nếu mà em nói dối thì mọi người tự vô kiểm chứng đi. Không còn tên anh nữa đâu. Hashtag không còn. Không còn tên anh, nói chung là hashtag gì khi đăng clip em cũng đâu có tên anh quên. Cái blog mà anh em đã nói rồi, anh đã vẽ cái hướng nó đi để anh diệt anh mà, anh diệt cái hình ảnh của anh mà. Nè, thấy không? Clip của anh ăn nhưng mà cũng vẫn không có cái hashtag của anh không? Chúng nó thấy sau chuỗi lại mấy anh em suy nghĩ đúng không? Thì bây giờ nói chung thì không có sự thất vọng. Chung theo kiểu nãy giờ rất là cằn ngâm á. Ý là anh vẫn được, anh đừng hỏi chung nữa, tại vì nó thật sự nó không chấp nhận được đâu anh. Nói gì nói, chung nó vẫn, nó cũng như kiểu tụi em, ba thằng em thân được với nhau. Có nghĩa là ba thằng em đều là ba thằng hiểu được tính nhau, biết được cái tính nhau như thế nào. Em thừa biết tính của anh Trung, anh đang nói những cái mà anh Trung nó đang không có chấp nhận được. Nãy giờ nó đang vẫn đang suy nghĩ, nó đang không hiểu là tại sao mọi chuyện đi xa vậy á. Em dám cá luôn, nãy giờ Trung nó lặp đi lặp lại câu nói của nó rất nhiều lần, 3-4 lần là đằng khác. Có nghĩa là anh nó đang không suy nghĩ được gì hết trơn anh, tới bây giờ nó vẫn đang không suy nghĩ được gì đâu. Em mới đi đây có 2 năm mấy mà em cảm thấy còn bị hụt hẫng rồi. Uống gì ảnh với anh Trung là nó ăn ngủ chung với tụi anh rồi. Nó cũng từng ăn ngủ chung với em mà, nếu mà ngày hôm nay mà là em người đó chính là em là anh em, ba anh em mình ngủ chung một phòng mà em nói gì. Nói chung là tới thời em đi với anh Lộc với anh Hùng thì chắc là trước anh với lại Dương em đi một thời gian khá dài á, mà không nghĩ là có một ngày nào đó thì chính là nghĩ là những anh em người anh em từng rất thân mà sau đến bây giờ đến hiện tại thì nhìn nó đổ vỡ ra thì sự thật nó quá gọi là thất vọng, gây thất vọng, thất vọng quá. Chốt lại câu chuyện ngày hôm nay á, là mình
khẳng định với cả nhà là 4-5 năm nay Phan Hùng ăn chặn tiền của mình. Mình chỉ nhận được khoảng 300 và 200 triệu Phan Hùng đưa ra trong mail để muốn bịt miệng mình, muốn mình không nói ra những cái sự thật. Thì mình xin phép là không nhận 200 triệu đó, và sự thật phải được phơi bày. Cả nhà coi những clip tiếp theo để biết sự thật là gì. Mình và Phan Hùng sẽ cắt đứt mọi liên lạc với nhau. Và nếu làm việc thì làm việc trên mạng, làm việc trên tòa và pháp luật. Nếu mà Phan Hùng muốn thì mình chiều. Câu chuyện thì chưa dừng lại ở đây. Cả nhà này, đón xem những clip tiếp theo và đoạn ghi âm chính Phan Hùng là người trả lời với mình xem như thế nào. Bây giờ cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip mà các anh em mình tâm sự ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo.